hết ai rồi. Bể bể bể. Thank you.
Bể hết ai rồi. Bể, bể, bể. Đồ. Đồ thì trời. Bể cả mớ các bạn ơi. Nghe nổ tôi hồi ngã trên kia tôi tưởng cây. Mà biết rồi đục cái nhông bìa luôn. Chết. Đồ, bét luôn rồi. Nó xuống dốc nó độ ngay dốc nó đó mà chịu cái lùm đen xuống dân dốc lửa giữa đục rồi rón xuống tay khỏi dốc rồi. Đù, bình thường. Nghe nổ rồi rạc 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 hồi nã mà. Ừ, cô tôi đứng cua dốc á. Ngán cây đó mà đục bạc đều rón xuống khỏi dốc. Đù, bỏ này. Bên bể rồi. Đù, chân đi không chết mẹ. Mát nó có răng lại là quay cái răng cái tẹp đu tẹp rộng rộng luôn chả mà con trước thì chạy xuống bàn được chứ chạy đi rơi xuống dưới nơi chỉ được nó nhặn cái cục đó vót cái nó mới tọt ra luôn chứ còn bình thường ở trên ra dốc thì xuống nó không tọt ngang kêu rạc rạc nó mà xuống gần tới đu dốc rồi gần tới bàn này rồi cái ấy đi cầu trước đang chạy được. Cái này đổ mình thố láp rồi được rút ra được không? Mày về rút láp rồi. Có cách gì tát này vậy? Bỉa cái giọt. Cầu xa chứ. Cầu xa cái đầu ngoài đầu láp đút vô vậy không bỉa cái giọt đó luôn bỉa. Ờ bỉa giọt nó càng lên cái răng, càng lên cái răng. Có lấy răng roi đây chứ đang mà ý là có cái ma mẹ đem lên cát được không? Đút được cái ma mẹ nó đút cát được mà tao bên xa tầm có điện nữa phải không? Đút cát cát mà lấy cái búa đập. Bị trơn các bạn. Coi nghiên cứu trả lên giúp cho chú ạ. Nó rồi, có điện vậy đó mà. Ừ. Bị nhầm. Bây giờ các bạn xem bể hộp cầu này. Bọc xe phải mở ra hết rồi. Ủa chứ gì? Bạn đi. Quý khách lòng để lại lời nhắn